Tính đến chiều hôm qua 19 tháng 10, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đã có hơn 260.000 hộ dân bị ngập tại 6 tỉnh, từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Mưa lũ là 132 người thiệt mạng và mất tích. Theo báo cáo của Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đã sơ tán hơn 52.000 trên 90.000 hộ dân. Tại tỉnh Quảng Trị, theo thống kê sơ bộ, có 49 người thiệt mạng, 8 người mất tích, với gần 54.000 hộ bị ngập lụt. Còn tại Quảng Bình, nước lũ đã gây ngập lụt cho hơn 95.000 hộ tại 8 huyện, thị xã, thành phố. Giao thông đi lại bị tê liệt. Tại Thừa Thiên Huế, mưa bão đã làm 27 người thiệt mạng, 15 người mất tích tại nhà máy thủy điện Rào Trăng Ba. Tại Hà Tĩnh, lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và sông La đang lên chậm và dao động ở mức cao, khiến 31.000 hộ dân tại 10 huyện, thị xã, thành phố bị ngập.